quyết toán thuế thu nhập VAT năm là gì? Hồ sơ và thủ tục thực hiện quyết toán thuế thu nhập VAT năm như thế nào? Hãy cùng công ty luật ACC tìm hiểu trong video ngay sau đây. Xin mời quý anh chị cùng theo dõi. Hiện nay thì chưa có định nghĩa chính xác và cụ thể về thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, dựa trên các quy định của pháp luật được ghi nhận tại luật thuế thu nhập cá nhân, các nghị định, thông tư hướng dẫn thì có thể hiểu thuế thu nhập cá nhân như sau. Thuế thu nhập cá nhân là thuế trực thu, tính trên thu nhập của người nộp thuế, sau khi đã trừ đi các thu nhập miễn thuế và các khoản được giảm trừ gia cảnh. Theo quy định tại khoản 10, điều 3 của luật quản lý thuế, thì quyết toán thuế hay khai quyết toán thuế là việc xác định số tiền thuế phải nộp của năm tính thuế hoặc thời gian từ đầu năm tính thuế đến khi chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc thời gian từ khi phát sinh đến khi chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật. Vậy, quyết toán thuế thu nhập cá nhân VAT năm là gì? Quyết toán thuế thu nhập cá nhân VAT năm là hoạt động quyết toán thuế trong trường hợp kỳ quyết toán đầu tiên tính theo 12 tháng liên tục, không trùng với năm dương lịch. Về hồ sơ khai quyết toán thuế, đối với những cá nhân khai trực tiếp với cơ quan thuế, cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm tờ khai quyết toán thuế, bảng kê khai giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài nếu có. Trường hợp theo quy định của pháp luật nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, thì người nộp thuế có thể nộp bản chụp giấy chứng nhận, khấu trừ thuế, ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập cá nhân nào, do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài, có xác nhận của người nộp thuế. Cùng với đó là bản chụp các hóa đơn chứng từ, chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học nếu có. Trường hợp cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay thì cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm đầu tiên là tờ khai quyết toán thuế, kèm theo đó là bản chụp các hóa đơn, chứng từ có chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học nếu có. Về thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế, đối với năm tính thuế thứ nhất thì khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày tính đủ 12 tháng liên tục, còn đối với năm tính thuế thứ hai thì khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Đầu tiên, đối với doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Nếu như doanh nghiệp không nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm hoặc nộp chậm hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì sẽ bị phạt theo quy định tại Điều 9, Thông tư số 166 năm 2013 của Bộ Tài chính như sau. Nếu doanh nghiệp không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp thì phạt tiền là 3.500.000 đồng. Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 2 triệu đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 5 triệu đồng. Phạt tiền một lần tính trên số thuế trốn, số thuế gian lận khi không nộp hồ sơ khai thuế nhưng phát sinh số thuế phải nộp nếu vi phạm lần đầu hoặc vi phạm lần thứ hai mà có từ hai tình tiết giảm nhẹ. Phạt tiền 1,5 lần tính trên số thuế trốn khi không nộp hồ sơ khai thuế nhưng phát sinh số thuế phải nộp nếu vi phạm lần đầu có tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm lần thứ hai có một tình tiết giảm nhẹ. Phạt tiền 2 lần tính trên số lần thuế trốn khi không nộp hồ sơ khai thuế nhưng phát sinh số thuế phải nộp nếu vi phạm lần thứ hai mà không có tình tiết giảm nhẹ hoặc vi phạm lần thứ ba và có một tình tiết giảm nhẹ. Phạt tiền 2,5 lần tính trên số thuế trốn khi không nộp hồ sơ khai thuế nhưng phát sinh số thuế phải nộp nếu vi phạm lần thứ hai mà có một tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm lần thứ ba mà không có tình tiết giảm nhẹ. Phạt tiền 3 lần tính trên số thuế trốn khi không nộp hồ sơ khai thuế nhưng phát sinh số thuế phải nộp nếu vi phạm lần thứ hai và có từ hai tình tiết tăng nặng trở lên hoặc vi phạm lần thứ ba và có tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm từ lần thứ tư trở đi. Đối với cá nhân, nếu cá nhân phát sinh thuế phải nộp mà không nộp hồ sơ quyết toán thuế thì mức phạt sẽ được quy định bằng 1/2 mức phạt của tổ chức. Nếu cá nhân có số thuế nộp thừa, nếu không nộp hồ sơ quyết toán thuế thì không được hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo. Đối với cá nhân muốn hoàn thuế mà chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì không áp dụng phạt vi phạm hành chính đối với khai thuế quá thời hạn. Câu hỏi đầu tiên, công thức thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được xác định như thế nào? Theo đó thì thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong trường hợp này bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất, trong đó thu nhập tính thuế sẽ bằng thu nhập chịu thuế trừ đi các khoản giảm trừ. Thu nhập chịu thuế ở đây sẽ bằng tổng thu nhập trừ đi các khoản được miễn. Câu hỏi số 2, làm sao để được cam kết số 02 CKTNCN?
Theo đó thì cần có điều kiện là có ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, có mã số thuế thu nhập cá nhân tại thời điểm làm cam kết, ước tính tổng thu nhập chưa đến mức phải đóng thuế, chi phí phát sinh duy nhất thu nhập tại một nơi. Trên đây là một vài thông tin cần lưu ý về thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân phát năm. ACC với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực pháp lý, luôn sẵn lòng cung cấp đến quý anh chị những dịch vụ pháp lý nhanh chóng và tiện lợi nhất. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận được những tư vấn tận tình. Và đừng quên truy cập website accgroup.vn và nhấn đăng ký kênh YouTube Công ty Luật ACC để cập nhật những thông tin mới nhất về pháp luật. Tôi là Thủy Tiên, đến từ Công ty Luật ACC. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.